Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. Có thể bạn đã thấy những bản sao ngoài đời thực của các ngôi sao bóng đá. Dù không cùng huyết thống, cũng chẳng quen biết nhau, nhưng họ lại có những điểm hào hào giống nhau. Vậy còn phiên bản hoạt hình của các cầu thủ, huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng thì sao? Chắc chắn bạn sẽ nghĩ, làm sao họ có thể giống các nhân vật hoạt hình được? Nhưng không, bạn đã sai. Bởi khi đặt những tấm hình của các ngôi sao bóng đá nổi tiếng cạnh các nhân vật hoạt hình, thật ngạc nhiên là những biểu cảm cũng như một số đường nét trên gương mặt, mái tóc của họ giống nhau một cách lạ lùng. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Mr. Zero xem clip sau đây để thấy những sự giống nhau đến hài hước giữa các ngôi sao bóng đá và nhân vật hoạt hình nhé. Với cái đầu trọc trắng nõn, tiền vệ của đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay trông khá giống với nhân vật hoạt hình Piccolo trong Dragon Ball. Nếu Ejido Arevalo là mẫu tiền vệ cơ bắp dùng sức mạnh để kiểm soát thế trận, thì Piccolo cũng là một nhân vật hoạt hình thường xuyên dùng vũ lực trong Dragon Ball. Ngày Manuel Pinto trên làn mái tóc dài được bện thành lọn một cách cầu kỳ ấn tượng. Nhiều người hâm mộ đã cho rằng quả đầu này của anh khiến người ta có cảm giác sợ sệt nhiều hơn là thán phục. Nhưng nhờ mái tóc dị biệt ấy mà nhìn cựu thủ môn của Barca, người ta liên tưởng ngay đến nhân vật hoạt hình Massenary Tao. Người ta thường thấy Diogo Costa trên sân cỏ với gương mặt mang vẻ cọc cằn và có phần dị tướng. Nhưng hãy thử đặt bức ảnh của anh bên cạnh nhân vật Red Flintstone trong bộ phim hoạt hình The Flintstone đi. Bạn sẽ thấy một sự giống nhau đến đáng yêu như thế này đây. Trong một trận derby vùng Ru năm 2015, Aubameyang và Marco Reus đã tỏa sáng rực rỡ giúp Dortmund đè bẹp Schalke 04 với tỷ số 3-0 trong vòng 15 phút của trận đấu. Điều đặc biệt là sau bàn thắng mở tỷ số của Aubameyang, tiền đạo này cùng Marco Reus đã tạo nên một pha ăn mừng đáng nhớ. Sau khi ghi bàn, Aubameyang rất nhanh chạy ra đường biên lấy dụng cụ, cùng Marco Reus hóa trang thành bộ đôi người hùng nổi tiếng Batman và Robin. Aubameyang đeo mặt nạ Batman, trong khi Marco Reus hóa trang thành Robin. Gương mặt của hai cầu thủ hoàn toàn phù hợp với mặt nạ và khá giống với bản gốc, khiến các khán giả cảm thấy hết sức thú vị. Giorgio Chiellini từ lâu đã nổi tiếng với lối chơi lăn xả trên sân, và chiếc mũi đã từng bị gãy đến 4 lần và là kết quả mà người chiến binh này phải chịu đựng. Hậu vệ của Juventus từng chia sẻ với báo giới rằng anh mong muốn những đứa con của mình sẽ có chiếc mũi giống mẹ thay vì sở hữu chiếc mũi xấu xí của anh. Tuy nhiên anh đâu biết nhờ chiếc mũi dài ngoằm này mà anh và nhân vật Squidward Tentacles trong loạt phim hoạt hình Mỹ SpongeBob SquarePants có một sự giống nhau không hề nhẹ. Giữa năm 2015, Dani Alves trình làng một quả đầu độc nhất vô nhị ở trận chung kết cúp nhà vua với Bilbao. Nhìn kiểu tóc này của anh, người ta lập tức hình dung ngay đến cậu bé Kiriko trong bộ phim hoạt hình Kiriko và mộ phù thủy. Trông cũng giống nhau phết đấy chứ. Tuy nhiên, ý thức được rằng giới mộ điệu không hề thích kiểu tóc của mình. Ngay sau đó, hậu vệ Brazil đã cắt trọc lóc chứ không để lại chỏm tóc bé xíu kiêu như trước nữa. Giống như Goku, Ivan Rakitic cũng từng sở hữu một mái tóc bồng bềnh. Thậm chí fan của hậu vệ Barca tại Nhật Bản đã từng gửi tặng anh một món quà mô hình Son Goku vì cho rằng anh có nhiều điểm giống với nhân vật hoạt hình này. Tính cách vui vẻ, hài hước thể hiện rõ trên khuôn mặt hay cười của chàng cầu thủ Peter Crouch, và cũng chính nhờ đặc điểm này mà fan hâm mộ thấy anh rất giống với nhân vật hoạt hình Timmy Perth. Nhất là trong bức hình này, từng chi tiết trên gương mặt cùng với biểu cảm siêu đáng yêu làm cho xéo vườn càng trông giống với chú bé Timmy Perth hơn. Các khán giả khi xem bộ phim hoạt hình Up chắc hẳn sẽ thấy gương mặt của nhân vật Carl Fredricksen có đôi nét giống với cựu huấn luyện viên bóng đá người Ý Fabio Campello, đúng không nào? Nhưng xét về sự trẻ trung và phong độ thì chắc chắn vị huấn luyện viên này hơn hẳn ông cụ rồi.
Không biết có phải do nghiện bộ phim hoạt hình The Cleveland Show hay không mà tiền vệ Juan Cuadrado cho đến lúc này vẫn trung thành với mái tóc xù giống hệt cậu bé Ranlotus. Tuy nhiên, ngoài mái tóc ra thì làn da cũng là một đặc điểm nữa khiến cầu thủ người Colombia trông giống với cậu nhóc Ralo hơn. Andrea Pirlo giống như tạc tượng với nhân vật Alan Paris về cả kiểu tóc, hàm râu quai nón đến biểu cảm trên gương mặt. Nếu cựu tiền vệ của câu lạc bộ Juventus từng mệt mỏi đâm đơn kiện một người anh em song sinh giả dạng mình đi lừa đảo, thì giờ đây khi phát hiện ra một bản sao khác của mình, Pirlo không những không phải lo mà còn cảm thấy thích thú hơn thôi. Frank Ribery từng được gọi là chàng Quasimodo méo mó của tạo hóa bởi những nét tương đồng trên gương mặt của chàng cầu thủ từng bị khâu hơn 100 mũi sau một vụ tai nạn giao thông. Và Quasimodo, nhân vật có ngoại hình kỳ dị trong bộ phim hoạt hình Thần Gù Nhà Thờ Đức Bà của hãng Walt Disney. Và nếu chàng Quasimodo dành trọn tình yêu cho Nhà Thờ Đức Bà thì cầu thủ người Pháp cũng dành trọn tình yêu cho bóng đá kể từ khi anh còn là một cậu bé 6 tuổi. Nếu phải tìm ra một gương mặt giống nhân vật Ryo Ishizaki trong bộ phim hoạt hình xuất xưởng năm 1981 Captain Tsubasa thì cầu thủ bóng đá người Mexico Chicharito chính là ứng cử viên hàng đầu. Ngạc nhiên chưa? Chắc hẳn bạn sẽ phải dụi mắt vài ba lần khi nhìn thấy sự giống nhau đến kỳ lạ giữa Javier Zanetti và Superman. Nhiều người gặp cựu cầu thủ bóng đá người Argentina không khéo lại tưởng Superman có thật trên đời cũng nên. Sau khi xem xong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Captain Tsubasa, nhiều người đã hiểu ra rằng tại sao tiền đạo Galatasaray Ramadem Falcao từng có một thời lại có kiểu tóc như thế này. Rõ ràng cầu thủ người Colombia là một fan cuồng của nhân vật này đây mà. Gareth Bale chắc hẳn không khỏi giật mình nếu xem bộ phim Toy Story. Đơn giản bởi tiền đạo đang khoác áo Real sẽ thấy bản sao của khuôn mặt mình ở nhân vật Sid Phillips. Với đầu tóc này cùng với một vài đường nét trên gương mặt, Mbappe trông cực kỳ giống với nhân vật Michelangelo trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Ninja Rùa, phải không nào? Không biết khi tạo ra nhân vật Dusit Muniton, các họa sĩ có dựa vào gương mặt của Ibrahimovic hay không? Mà khi series Adventures of the Gummy Bear bắt đầu phát hành, hầu hết các fan hâm mộ phải sửng sốt với độ giống nhau đến kỳ lạ này. Vừa rồi là những sự giống nhau rất thú vị giữa các ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới với những nhân vật hoạt hình. Bạn thấy cặp đôi nào giống nhau nhất? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình bằng cách bình luận sau khi xem hết video này nhé. Đừng quên ủng hộ cho Mr. Zero bằng cách like, share video cũng như nhấn subscribe để kênh có động lực ra nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.